số 16, Tembin di chuyển lệch xuống phía nam. Bão Tembin đang giảm cấp và di chuyển lệch dần xuống phía nam. Tâm bão nhiều khả năng không đi vào đất liền, song Nam Bộ vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp. Bão số 16 Tembin dự báo giảm cấp dần trước khi đổ bộ vào các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau vào tối và đêm 25 tháng 12. Sức gió mạnh nhất còn cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 6 đến 9 mét. Ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo khí tượng hạn ngắn thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết bão Tembin đang giảm cấp và di chuyển lệch về phía nam. Dù tâm bão khả năng cao không đi vào đất liền, nhưng chúng tôi nhấn mạnh rằng các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng của bão Tembin, ông Năng nói. Diễn biến này cũng sát với nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương khi đưa ra hai kịch bản cho cơn bão cuối mùa. Bão Tembin mạnh cấp 8 khi vào vùng biển Cà Mau, Kiên Giang. Theo bản tin trưa của cơ quan khí tượng, lúc 10 giờ ngày 25 tháng 12, tâm bão số 16 cách Côn Đảo khoảng 290 km về phía đông. Bão mạnh cấp 10 đến 11, 90 đến 115 km/h, giật cấp 13. Dùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9, có bán kính khoảng 200 km về phía tây bắc, khoảng 100 km về phía đông nam. Tính từ vùng tâm bão, dùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13, có bán kính khoảng 50 km tính từ vùng tâm bão. Ngày và đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây và suy yếu dần. Tốc độ di chuyển khoảng 20 km/h. Sáng 26 tháng 12, tâm bão ở trên khu vực vùng biển Cà Mau, Kiên Giang. Lúc này, bão giảm cấp 8, 60 đến 75 km/h, giật cấp 11. Từ trưa 25 tháng 12, vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, bao gồm cả Côn Đảo, có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Trên đất liền, các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Khu vực khác thuộc Nam Bộ và các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ven biển các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau có khả năng nước biển dâng cao do bão khoảng 0,5 mét, sóng biển cao 3 đến 5 mét. Từ sáng 25 tháng 12, ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc bão số 16 kết hợp với không khí lạnh ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận, bao gồm cả đảo Phú Quý, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Bão Tembin không mạnh trở lại khi vào vịnh Thái Lan. Cơn bão sau đó di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đêm 26 tháng 12, tâm áp thấp nhiệt đới cách Thổ Chu khoảng 150 km về phía Tây hơi tết Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, cấp 7, 40 đến 60 km/h, giật cấp 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét. Dùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9, có bán kính khoảng 80 km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo của các trung tâm khí tượng trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản và Hồng Kông đều có chung nhận định bão số 16 đang dần suy yếu và tâm bão lệch dần về phía nam. Và Đài khí tượng Đại học London Anh, trưa 25 tháng 12 đều cho thấy tâm bão lệch xuống phía nam và giảm cấp. Tuy nhiên, cơn bão vẫn ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trước đó, đêm 23 tháng 12, bão Tembin đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 16 ở khu vực này trong năm 2017. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khá nhanh khoảng 20 đến 25 km/h. Hết rồng Chibu, Tết nay lại đón thêm anh rồng mới với hình dáng đầy kỳ lạ ở Đồng Tháp. Hình ảnh con rồng trang trí trong công viên Sa Đéc Đồng Tháp được đăng tải trên mạng xã hội mới đây đã khiến nhiều người xôn xao khó hiểu trước hình dáng và màu sắc của mô hình này. Cuối năm 2017, nhiều khu vực bắt đầu tiến hành cắt tỉa cây xanh tạo dựng mô hình trang trí để chào đón Tết 2018. Ví dụ như tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn, lựa chọn linh vật đại diện năm nay là chú chó Phú Quốc với nhiều mô hình màu sắc rực rỡ, thu hút sự chú ý của người dân. Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội lại rầm rộ chia sẻ một mô hình rồng được ước tạo hình bằng cây xanh
có hình dáng và màu sắc kỳ lạ, khiến nhiều người khó hiểu. Liên hệ với tài khoản QNL, người chụp lại những hình ảnh kia cho biết, tôi chụp hình ảnh mô hình rồng trang trí ở khu 1,2 hectare mới đầu tư thêm, trồng hoa tại công viên Sa Đéc Đồng Tháp vào chiều 23 tháng 12. Mô hình rồng này được dựng mới 100% và mới hoàn thành trước đó thôi. Tôi thấy nó khá mắc cười và chưa ra hình dáng con rồng nên quyết định chụp lại. Ngay sau đó, nhiều người dùng mạng đã đưa ra những ý kiến tranh cãi xung quanh hình ảnh trang trí này. Đa phần nhiều người cho rằng khó có thể hình dung ra đây là con gì, phần đầu rồng không hề giống hình ảnh mạnh mẽ uy nghiêm của con vật này, thậm chí một số người cho rằng trong mô hình này khá mắc cười, một số bạn trẻ đã nhanh chóng check in, chụp ảnh tại khu vực dựng mô hình rồng này. Theo mình quan sát hình thì nó giống con lươn xuống răng chứ không có chỗ nào giống con rồng hết, qua mình chạy ngang thấy trông cứ mắc cười, hy vọng trong thời gian tới mô hình rồng này sẽ được điều chỉnh và uốn lại, tài khoản AG chia sẻ. Đây có vẻ giống con dung đất phóng to hơn đó các cậu à, cả về hình dáng tròn trịa lẫn màu sắc nữa, nhìn mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của con rồng đâu cả. Tôi thấy khá hài hước, gần như mô hình rồng năm nào cũng thất bại và gây tranh cãi, tài khoản FB cho biết. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng mô hình này đang trong quá trình hoàn thiện và chỉnh sửa sau đó nên nó chưa được đẹp và giống. Xin chia buồn cùng ông Đoàn Ngọc Hải. Hè phố đã lập lại trật tự cũ của mình như chưa hề có một chiến dịch ra quân mạnh mẽ nhằm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Đây không chỉ là thất bại của một chủ trương đúng đắn mà còn là thất bại của một số cố gắng ứng xử văn hóa, gây dựng nếp sống văn minh là biểu hiện của sự bất lực trong quản lý đô thị. Trong một diễn biến liên quan thì sắp tới đây, hành vi gây cản trở giao thông của người đi bộ có thể bị xử lý hình sự với mức tù khung là 15 năm tù giam. Chúng ta buộc phải tự hỏi, thế cái hành vi đẩy người đi bộ khỏi vỉa hè, buộc họ phải đi xuống lòng đường thì bị xử lý như thế nào cho thích đáng? Và những hành vi gây cản trở giao thông như đào đường vô tội vạ, lập lô cốt, án ngữ giữa đường, liên tục thay đổi đá, gạch lát vỉa hè, kéo dài liên tu bất tận các công trình giao thông thu hẹp lòng lề đường, thì bị xử lý phạt, thậm chí bỏ tù thế nào đây cho hợp lẽ công bằng. Rồi, thủ phạm gây ra kẹt xe, tắc đường là do quy hoạch không hợp lý, nhà cao tầng, khu dân cư, xây trong nội đô, đường xá và không gian giao thông bị thu hẹp tối đa, thì ai phải chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề này như thế nào? Trong khi đó, một giải pháp đưa ra hết sức bất hợp lý khiến người dân khó chịu là chủ trương thu phí chống ách tắc giao thông nhằm vào túi tiền của những người trực tiếp tham gia giao thông, nhưng không phải thủ phạm chính gây ra chuyện này. Và nếu có thu được phí này thì có giảm được ách tắc giao thông không? Câu trả lời dứt khoát là không, bởi nó cũng như tiền ngân sách bỏ ra để chống ngập vậy, tiền chui xuống cống hết mà nước thì không chịu chui vào đó. Hoặc cũng như phí bảo trì đường bộ, phí bảo vệ môi trường, thu qua xăng dầu, người ta không hề thấy sự hiện hữu trên thực tế với mục đích sử dụng của các loại phí này. Một sự đơn giản như chân lý, vỉa hè dành cho người đi bộ mà không thể thực hiện nổi, thì nói gì đến những chuyện to tát và trừu tượng hơn. Xin chia buồn cùng ông Đoàn Ngọc Hải, người hùng hè phố đã trở nên cô độc giữa phố phường đông đúc.